Ủa, lại là cá ngừ hả em? Vậy mà anh tưởng hôm nay em nấu món khác chứ. Thì đây, phần thân em sẽ cắt khúc kho với nước mía. Còn đầu và đuôi thì em nấu canh vừa ngon vừa lạ miệng. Kho với nước mía? Xíu nay em nấu thử cho anh ăn, ngon lắm. Bây giờ anh chở em qua chỗ bán nước mía đi. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng nhau vào bếp để thực hiện một món ăn rất là mới lạ và hấp dẫn có tên gọi là cá ngừ kho nước mía. Để làm món cá ngừ kho nước mía, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 500g cá ngừ, 150g thịt ba chỉ, 1/4 trái thơm, hành lá, ớt hiểm, ớt sừng, màu điều, hành tỏi băm, một chén nước mía, các gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Rồi, bây giờ là cô sẽ trộn gia vị để ướp cá ha. Một muỗng cà phê muối nè, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và một nửa muỗng cà phê tiêu. Em thấy nó hơi thiếu thiếu hả cô? À, thiếu cái gì? Theo em, món kho lúc nào cũng có đường. Minh Châu và quý khán giả lưu ý là thông thường thì trong món kho thì chúng ta sẽ thêm một chút đường để cân bằng các vị. Nhưng mà hôm nay bởi vì chúng ta kho với nước mía nên không cần nêm và ướp đường vì nước mía đã có độ ngọt rồi mà. Bây giờ cô Hà nhắc thì em mới nhớ em quên bẵng mất nước mía luôn. Quý vị khán giả thân mến, bởi vì món kho của chúng ta đã có sử dụng nước mía rồi nên quý vị không nêm cũng như là không ướp đường quý vị nhé. Sau khi mà chúng ta trộn đều gia vị rồi thì chúng ta sẽ cho cá vào, chúng ta sẽ chà sát cái gia vị này lên trên mặt cá. Sau đó chúng ta sẽ để cho cá này thấm gia vị khoảng chừng 5 phút. Trong thời gian đó thì chúng ta sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại. Nhưng mà trước khi sơ chế phần rau và thịt tiếp tục thì cô nhờ Minh Châu một việc ha. Cô đã chuẩn bị cho em một cái cối và một cái chài. Rồi cô sẽ cho vào đây ba cái đầu hành. Cô đập dập sơ cho em ha. Dạ. Một trái ớt hiểm nè. Ớt sừng bỏ hột đi hả cô? Mình bỏ bớt hột đi em. Hành lá thì cô sẽ cắt khúc ha. Phần thơm này thì cô sẽ bỏ bớt cùi đi và cắt lát dày khoảng chừng 7 ly đến 1 phân ha. Thịt ba chỉ này thì cô sẽ cắt cỡ chừng bằng ngón tay thôi. Bây giờ thì hình như là không còn một cái công đoạn nào nữa, chúng ta chỉ có kho nữa thôi đúng không cô? Rồi, và đầu tiên thì chúng ta sẽ áp chảo phần cá này. Bây giờ cô sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu. Cô sẽ cho phần cá vô áp chảo mặt cá nha. Wow. Chờ cho cá săn mặt lại thì chúng ta sẽ trở nhanh cá ha. Rồi, cô sẽ trở cá lại. Dạ. Sau khi mình gấp cá ra mình sẽ làm gì ạ? Rồi, bây giờ thì cô sẽ gấp cá ra. Cô cho vào trong nồi để chút nữa mình sẽ kho. Còn cái chảo này nóng á, thì bây giờ cô sẽ cho thịt vào đây nha. Tiếp tục thì cô sẽ cho hành và ớt mình đã giã vào đây. Cô cho thêm vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Wow, cái này hơi lạ nè. Cô cho vào đây thêm 2 muỗng canh dầu điều. Dạ, 2 muỗng dầu điều. Cô sẽ cho 1 muỗng canh hành tỏi băm và cô trộn đều gia vị này. Minh Châu và quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ trộn gia vị khi mà trên cái chảo nóng như thế này thì giúp gia vị sẽ thấm vào trong cái nguyên liệu ha, và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian nấu. Wow, hay quá. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian nấu nếu như mà quý vị trộn gia vị cùng với lại thịt ba chỉ ở trên cái chảo còn đang nóng như thế này ạ. Thì bây giờ cô sẽ cho cái phần thịt này vào trong cái nồi kho luôn nha. Giờ chúng ta sẽ bắt lên bếp. Dạ. Cô cho thơm vào luôn nha. Dạ. Ớt vào luôn nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho một chén nước mía này luôn. Minh Châu và quý vị khán giả cũng lưu ý, kỹ thuật canh lửa trong nấu ăn rất là quan trọng đó. Ví dụ như là đối với món kho này, kỹ thuật canh lửa của chúng ta là ban đầu thì sẽ cho lửa to để cho thịt cá săn nè và ngắm màu cho nó đẹp. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ canh lửa vừa để thịt cá có thời gian chín đều và thấm các gia vị tới bên trong. Bây giờ thì nước đã hơi sánh lại rồi. Dạ. Cô sẽ tắt lửa. Dạ. Rồi cô sẽ cho một ít hành lên đây trộn đều ha. Dạ. Đầu tiên thì cô sẽ cho một ít thơm lên ha. Một ít thịt lên. Và cô sẽ quan trọng lắm đây là cá. Quá xuất sắc luôn. Chúng ta sẽ cho lên một cọng rí lên cho nó đẹp ha. Và chúng ta sẽ rắc thêm một ít tiêu lên. Món ăn này thì Minh Châu và quý vị khán giả nhớ là mình ăn cùng với cơm nha. Một miếng thơm. Dạ. Rồi, cô mời Minh Châu thử nha. Em cảm ơn cô.
vào. Cô Hà hay quá à. Em ngửi cái mùi thơm, xong em cắn một miếng, em có cảm giác giống như là từng thớ cá một đã thấm đẫm gia vị luôn á cô. Còn miếng thịt á thì không có quá mềm, vẫn giữ được một cái độ giòn giòn của phần da bên ngoài nè. Còn phần thịt ở bên trong á thì ngọt ngọt, thơm thơm. À, cái vị ngọt này là của nước mía, hèn chi rất là lạ so với các món kho khác mẹ đã từng ăn đó cô à. Đối với món ăn này khi kho xong thì cá nè, thịt nè, có màu vàng nâu, thấm gia vị và có vị dịu ngọt nhẹ của nước mía và vị cay cay là đã yêu cầu rồi đó. Quý vị hãy thực hiện món ăn này ngay quý vị nhé. Và Minh Châu cũng rất hy vọng là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã giúp được cho quý vị trong việc xây dựng những thực đơn thật bổ dưỡng, thật phong phú cho những người thân của mình. Nếu quý vị thực hiện thành công rồi thì hãy gửi thư về cho chúng tôi quý vị nhé, để chúng tôi có thể biết được cảm nhận của quý vị. Hãy viết thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Nếu quý vị đã bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay, hoặc là quý vị muốn xem lại công thức chế biến món ăn, hãy đến với chúng tôi ở trang web mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.